Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không sao, đừng giảm cân nữa, gầy yếu không có sức đâu. Con nhìn người vừa rồi, sắp dẫm lên đầu con rồi đấy, con nên đập gãy chân cô ấy. Nhà chúng ta không phải không thể bồi thường. Thông gia, bà nghĩ sao? Đúng rồi, đúng rồi. Ông Kỷ, hôm nay là sinh nhật của ông. Cháu sẽ chơi một bản nhạc cho ông nghe. Rất tốt. Hôm nay em thế nào? Mẹ, đồ uống này thật ngon. Mẹ có muốn thử không? Em có thể nghe anh nói không? Được, anh nói đi. Bạch Giao, chị không biết xấu hổ à? Trước mặt nhiều người, chị có cần phải vội vã như vậy không? Sao con nói chuyện với chị dâu như vậy? Chị và Vân Thâm là vợ chồng hợp pháp. Giữ thể diện thì làm sao mà sinh con được chứ? Có phải không Vân Thâm? Đúng vậy. Anh Vân Thâm à? Anh với chị Bạch nói chuyện gì mà vui như vậy? Nói chuyện mà người ngoài không tiện nghe,